Thưa quý vị, khi loại hình căn hộ chung cư phát triển tại các đô thị thì số lượng khối đế bán lẻ cũng tăng theo. Hầu như các chủ đầu tư nào cũng muốn xây một khối đế bán lẻ cho mỗi tòa nhà như một cách để trang bị tiện ích cho cư dân. Tuy nhiên, sự phát triển của khối đế bán lẻ một cách thiếu định hướng đã dẫn đến tình trạng nhiều khối đế đang bị bỏ không. Trong khi đó, vẫn có những nhà bán lẻ cho biết khó tìm được mặt bằng phù hợp để phát triển mạng lưới của mình. Đâu là căn nguyên của tình trạng này? Chúng tôi đã mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Từ trung tâm thành phố hướng sang quận 2 hay quận 7, dễ dàng nhận thấy hàng loạt công trình đang mọc lên và mỗi công trình đều có một khối đế bán lẻ. Tuy nhiên, không phải diện tích khối đế nào cũng được lấp đầy, vẫn còn rất nhiều khoảng trống đang chờ các nhà bán lẻ. Đại diện công ty nghiên cứu và tư vấn bất động sản John Lang LaSalle Việt Nam nhận thấy có nhiều vấn đề quanh hiện tượng này. Những gì chúng ta đang chứng kiến ở cả hai thành phố lớn là có rất nhiều những công trình nhà ở có khối đế bán lẻ bên dưới. Tôi thấy ở đây hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chuyện quy hoạch. Hầu hết các chủ đầu tư đều muốn xây dựng một khối đế trong khi không thực sự cần thiết. Vấn đề thứ hai là khi xây một khối đế mà phía trên là khu nhà ở hoặc văn phòng cao tầng, thì tòa nhà cần có rất nhiều cột, nên phần khối đế bên dưới cũng bị vướng nhiều cột, không phù hợp để thiết kế một không gian bán lẻ. Tổng giám đốc JLL Việt Nam nhận định, việc phát triển các khối đế bán lẻ nhất thiết phải dựa trên những nghiên cứu cụ thể về nhu cầu của người dân trong khu vực. Nhất thiết không nên xây tràn lan, sẽ dẫn đến chi phí tốn kém. Các chủ đầu tư thì luôn muốn có một khối đế bán lẻ, nhưng nếu không nắm được nhu cầu cụ thể về bán lẻ trong khu vực thì sẽ rất khó. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo các chủ dự án trước khi quyết định xây dựng khối đế bán lẻ thì cần tư vấn các chuyên gia để hiểu về nhu cầu của người dân sống quanh khu vực đó. Ai là những người đến mua sắm? Cần phải hiểu rằng những nhà bán lẻ không chỉ nhắm đến cư dân của tòa nhà, mà cả những người ở những khu vực lân cận. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu khách hàng mà mô hình của khối đế sẽ là siêu thị, câu lạc bộ thể dục thể thao, giáo dục hay gì đó. Là một nhà thiết kế khối đế nhiều kinh nghiệm tại các thị trường thế giới, ông Trevor Vivian, giám đốc công ty thiết kế Binoy cũng chia sẻ về quy trình phát triển một khối đế bán lẻ. Thường thì chủ đầu tư sẽ làm việc với các chuyên gia về lĩnh vực bất động sản như CBRE chẳng hạn, và họ sẽ cung cấp những thông tin về nhu cầu của người dân trong khu vực. Ví dụ như đối tượng khách hàng là ai, họ thường đến bằng phương tiện gì, họ ở độ tuổi nào, họ có con chưa, họ có kiếm được nhiều tiền không, và sẵn sàng chi trả bao nhiêu mỗi lần mua sắm. Nếu tòa nhà có những nhân viên văn phòng ở lầu trên thì những người đó có thể sẽ xuống dưới để ăn trưa hoặc đi mua sắm, có thể ở lại ăn tối sau khi làm ra. Chúng tôi nghiên cứu rất nhiều để rồi rút ra kết luận khách hàng thích làm gì. Vậy chúng ta cung cấp cho họ là dịch vụ hàng hóa nào, phòng tập gym hay là shop thời trang hay là siêu thị, vân vân. Có khá nhiều nhà bán lẻ phàn nàn rằng không dễ để tìm được một mặt bằng ưng ý trong quá trình phát triển hệ thống của họ. Một trong những lý do được nêu ra là vị trí không phù hợp. Hiện nay thì có rất nhiều nhà bán lẻ muốn đến Việt Nam, nhưng vấn đề là họ khó tìm được một mặt bằng bán lẻ nào phù hợp. Tiêu chí của các nhà bán lẻ nước ngoài là có vị trí ở trung tâm, nhưng điều này rất khó khăn. Một ví dụ điển hình là tòa nhà Sài Gòn Center tại trung tâm thành phố đang được xây dựng ở giai đoạn 2. Phần khối đế đã được một nhà bán lẻ của Nhật là Takushima, rất nổi tiếng tại Nhật Bản và Singapore đặt trước. Lý do kế tiếp là mặt bằng không đủ lớn, kiến trúc không đáp ứng được yêu cầu của các nhà bán lẻ. Vì vậy, giám đốc công ty thiết kế Binoy nhấn mạnh, việc kiến trúc cho một khu bán lẻ hết sức quan trọng. Cách thiết kế khu bán lẻ rất quan trọng, làm thế nào để việc lưu thông thuận tiện, tạo điều kiện dễ dàng cho khách đi coi, đi mua sắm, đi nhà hàng, rồi bắt xe buýt hay tàu điện, v.v., đồng thời có tính cạnh tranh hơn so với những nơi khác. Cho nên khu bán lẻ phải có cách bố trí thật thông minh, để những người ở khu văn phòng hay nhà ở bên trên tòa tháp khi đi xuống sẽ sử dụng được hết mọi dịch vụ bên dưới. Ngoài ra, ông cũng cho rằng khu bán lẻ còn phải có khả năng biến đổi linh hoạt theo nhu cầu của khách thuê, cả về mặt chức năng hay diện tích. Chúng tôi luôn cố gắng thiết kế một không gian linh hoạt bởi những trung tâm mua sắm biến đổi không ngừng do nhu cầu của con người luôn thay đổi. Các khu vực được bố trí có thể thay đổi chức năng, được nới rộng hay thu nhỏ. Nói chung là phải hết sức linh hoạt. Để làm được điều đó thì nhà thiết kế đã phải có kế hoạch cho những thay đổi từ đầu. Với những yếu tố then chốt cần tính đến trước khi quyết định xây dựng khối đế bán lẻ, các chuyên gia khuyến cáo các chủ đầu tư cần chuẩn bị một kế hoạch dài hạn, chứ không phải cứ xây dựng trước rồi mới gọi nhà bán lẻ sau. Một điều quan trọng là chủ đầu tư phải có kế hoạch từ trước khi tòa nhà được xây, chứ không phải là xây xong rồi mới kêu gọi các nhà bán lẻ vào lắp mặt bằng. Cho nên họ phải làm việc với bên bán lẻ ngay trong giai đoạn đầu để tìm hiểu nhu cầu.
Tiếp đó, chủ đầu tư phải làm việc chặt chẽ với kiến trúc sư để lên kế hoạch xây dựng, rồi tiến hành giai đoạn tiền cho thuê, để khi công trình hoàn thành thì nhà bán lẻ vào ngay. Điều này giúp cho chủ đầu tư giảm thiểu chi phí, tránh được khoảng thời gian đẩy trống mặt bằng. Các chuyên gia cũng cho biết, ở các nước trên thế giới, khối đê bán lẻ luôn được kết nối với hệ thống giao thông công cộng, cũng như có đủ chỗ đậu xe nhằm tạo điều kiện cho khách tiếp cận dễ dàng. Đây cũng là những yếu tố cần được các chủ đầu tư tính đến để đón đầu thời điểm các tuyến metro đi vào hoạt động trong tương lai gần. Lễ động thổ ngôi nhà Đức đã chính thức diễn ra vào hồi 11 giờ ngày 24 tháng 10 vừa qua tại công trường xây dựng ngôi nhà Đức, số 33 Lê Duẩn, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện với sự tham dự của đại diện chính phủ Việt Nam và Đức đã đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai nước. Ngôi nhà Đức là một tòa tháp văn phòng 25 tầng, tọa lạc tại vị trí chiến lược trên góc đường Lê Duẩn và Lê Văn Hưu, trên một khuôn viên 40.000 m2. Khi khánh thành, đây sẽ là trụ sở của các tổ chức doanh nghiệp Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Được khởi công từ cuối năm 2014, dự án đang trong giai đoạn xây dựng tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 3 năm 2017. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Ngôi nhà Đức cho biết, công trình hướng tới mục tiêu trở thành tòa nhà xanh đạt chứng nhận LEED Gold trong thiết kế về năng lượng và môi trường. Tôi mong rằng sau khi được hoàn thành và khai trương, Ngôi nhà Đức tại Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một biểu tượng về kiến trúc và công nghệ Đức tại Việt Nam, nhất là một tòa nhà xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Tôi hy vọng Ngôi nhà Đức không chỉ là điểm đến của các công dân và doanh nghiệp Đức khi sang thăm, du lịch, làm việc tại Việt Nam, mà còn là nơi để người Việt Nam có thể đến để tìm hiểu về văn hóa và con người Đức. Bên cạnh khu vực văn phòng, Ngôi nhà Đức còn có các không gian làm việc công cộng, trung tâm thể dục, hồ bơi cùng nhiều dịch vụ và tiện ích cao cấp khác. Công nghệ hiện đại của Đức kết hợp với tính bền vững ở mức độ cao sẽ mang đến một không gian đầy tính sáng tạo, chất lượng vượt trội cho khối văn phòng thương mại này. Cùng với sự kiện động thổ Ngôi nhà Đức thì nhiều câu hỏi đã được đặt ra về thời điểm ra đời của tòa nhà, vai trò của dự án trong sự phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Đức, cũng như những nét đặc biệt của công trình này. FBNC đã có cuộc trao đổi với ông Edmund Dutt, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Ngôi nhà Đức quanh những mối quan tâm trên. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hello and thank you for joining. Thưa ông, Việt Nam và Đức đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ lâu, nhưng vì sao đến nay chúng ta mới có ngôi nhà Đức tại Việt Nam như là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước? Năm nay hai nước Đức và Việt Nam kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Dĩ nhiên là ý tưởng thành lập một ngôi nhà Đức tại Việt Nam đã có từ lâu, mà lần đầu tiên Ngoại trưởng Đức nhắc đến là vào năm 2008. Nhưng cũng cần phải mất một thời gian sau đó để chuẩn bị, tiếp đến là một giai đoạn đàm phán để tiến tới thỏa thuận với nhiều trao đổi hợp tác kinh tế, xã hội hơn. Đến năm 2011, dự án về ngôi nhà Đức mới được hai phía thông qua, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Đức Angela Merkel đến Việt Nam và làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bên cạnh đó còn là việc chọn vị trí đất cho phù hợp. Ngôi nhà Đức tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố, gần với Tổng lãnh sự quán Mỹ và tòa nhà Cầm Hồ. Khi chưa có ngôi nhà Đức thì tại Việt Nam đã có một số cơ quan khác của Đức như là Viện Goethe, Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức. Vậy với sự ra đời của ngôi nhà Đức thì liệu có sự trùng lặp về mặt chức năng hay không ạ? Không, hoàn toàn không. Ngôi nhà Đức sẽ tập trung cho những cơ quan của Đức. Trước hết, đây sẽ là trụ sở mới của Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh ở tầng số 6. Bên cạnh đó, đây cũng là ngôi nhà của những cơ quan khác của Đức hiện diện tại Việt Nam. Như vậy, ngôi nhà Đức sẽ là một sự tổng lực nhằm hỗ trợ cho các công ty Đức cũng như công dân Đức đến Việt Nam. Thứ hai là với sự hình thành của ngôi nhà Đức, sẽ có rất nhiều cơ quan của Đức hiện diện tại thành phố Hồ Chí Minh hơn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những dự án phát triển mới của Đức tại thành phố, chẳng hạn như tuyến metro số 2 hay dự án xây dựng trường đại học Việt Đức với 12.000 sinh viên khởi công vào năm sau tại Bình Dương. Ngoài ra, công trình không chỉ tập trung hỗ trợ các cơ quan Đức tại Việt Nam, mà còn là cửa ngõ mở ra đầu tư của Đức vào khu vực ASEAN. Với sự ra đời của ngôi nhà Đức tại Việt Nam, ông kỳ vọng gì về sự thay đổi trong quan hệ song phương giữa hai nước? Tôi cho rằng Đức và Việt Nam đã có sẵn một mối quan hệ hết sức đặc biệt. Nó vượt qua cả chuyện bóng đá hay là bia. Hiện nay có hơn 100.000 sinh viên học tiếng Đức tại Việt Nam, đồng thời có khoảng 120.000 người Việt Nam đang sống tại Đức.
Cộng đồng người Việt Nam được xem là cộng đồng châu Á lớn nhất tại Đức, cho nên chúng ta đã có rất nhiều cầu nối văn hóa giữa hai nước. Với những trao đổi về mặt khoa học, văn hóa, kinh tế, kim ngạch thương mại của Việt Nam và Đức rất lớn, đạt 8 tỷ đô la trong năm 2014, trong đó hơn 60% là xuất khẩu của Việt Nam vào Đức. Con số này cũng tương đương khoảng 20% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với EU, và mỗi năm đều tăng từ 15 đến 20%. Tôi tin tưởng rằng sự ra đời của ngôi nhà Đức sẽ giúp tăng cường hơn nữa đầu tư của Đức vào Việt Nam, đồng thời là vào khu vực ASEAN, cũng như thu hút nhiều doanh nghiệp của Đức đến đây. Ngoài ngôi nhà Đức tại Việt Nam thì Đức còn có ngôi nhà tương tự tại các quốc gia khác trên thế giới hay không? Và ông có thể chia sẻ những điểm đặc biệt về kiến trúc của ngôi nhà Đức khi hoàn thành. Mô hình ngôi nhà Đức đang là duy nhất trên thế giới hiện nay. Đức chưa từng thực hiện dự án này ở bất cứ quốc gia nào khác. Đây cũng là dự án đầu tiên được thực hiện theo mô hình hợp tác công tư PPP. Khuôn viên đất là do phía Việt Nam cung cấp, còn chính phủ Đức đã tổ chức thi tuyển để chọn ra công ty đầu tư thiết kế xây dựng tốt nhất cho dự án. Cách làm này cũng rất mới đối với Đức. Công trình khi được xây dựng xong sẽ có một kiến trúc rất rõ ràng, mạch lạc, có tính năng tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Đó cũng là tòa nhà tiêu biểu cho công nghệ của Đức, cho ngành xây dựng của Đức và đóng vai trò mô hình kiểu mẫu cho những tòa nhà khác của Đức trong tương lai. Xin cảm ơn ông. Kết thúc bản tin là một số thông tin về sự kiện chính sách trong thời gian qua. Và đến đây thì thời lượng của bản tin Địa ốc trên kênh FBNC cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.